ghi nhận tiếp theo được thực hiện tại thành phố Vũng Tàu. Bệnh viện mắt tỉnh vừa tổ chức chương trình khám sàng lọc, tư vấn và phát thuốc miễn phí và hẹn phẫu thuật mắt theo lịch cho gần 170 người cao tuổi trên địa bàn phường 11 thành phố Vũng Tàu. Người cao tuổi trên địa bàn phường 11 thành phố Vũng Tàu đã được bác sĩ của bệnh viện mắt tỉnh đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, khám thị lực và phát thuốc miễn phí. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện nhiều người cao tuổi gặp các bệnh lý về mắt như đục thủy tinh thể, lão thị, bị cận. Trên cơ sở đó, bệnh viện đã đặt lịch hẹn phẫu thuật cho các bệnh nhân mắc bệnh đục thủy tinh thể để cải thiện thị lực và phòng chống mù loà. Theo kế hoạch, các ngày 14 tháng 4, 17 tháng 4 và 21 tháng 4, bệnh viện mắt tỉnh tiếp tục tổ chức khám sàng lọc, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi lần lượt ở các phường Thắng Nhất, Rạch Dừa và phường 10. Dự kiến năm 2023, bệnh viện mắt tỉnh sẽ phẫu thuật cho 3.000 người dân trên địa bàn tỉnh bị đục thủy tinh thể và 800 ca mộng quặm. Đây là hoạt động nằm trong chương trình phòng chống mù lòa năm 2023 của tỉnh.